giao dịch với anh thì đây đúng là quyết định hay đúng quyết định gì đó. Khi mà em làm việc với anh thì em phải đưa ra một cái quyết định có giá trị, còn cái này không có giá trị, anh nói cho em nghe. Bởi vì đây là một cái bản photocopy không có giá trị, anh nói cho em nghe vậy. Anh bây giờ anh là ai? OK, vậy thì chúng ta rất rõ ràng với nhau. Không đi thì không cho qua đúng không? Rất tốt, rất rõ ràng như thế. Thật ra là thế này, đằng nào nếu mà tụi em nhây như thế thì đằng nào tụi anh cũng phải trả phí thôi. Đồng ý. Nhưng mà vậy thì rất rõ ràng là không đi không trả phí. Anh muốn ở đây tới chừng nào anh muốn đi đúng không? Mà anh đi là phải trả phí, rất rõ ràng đúng không? Anh khỏi quay phim, anh rất là anh nhìn đây, đây trả em như em nói đúng không? Anh cứ ở đây đúng không? Được, OK. Vậy thì nha, đây là một chuyện rất có mấy chuyện mà tôi muốn nói như thế này. Đó là một con đường quốc lộ và đó là đường huyết mạch mà chúng ta đã có những cái tiền thuế, tiền phí đường bộ rồi. Anh nếu mà mọi phát thắc mắc thì anh phải gửi đơn lên bộ tài chính. Chính không anh không thể thắc mắc được, còn bọn em cũng tiện nói giờ nơi gái. Đúng rồi, em là nhân viên bán vé thì nhiều khi em cũng chẳng biết gì cả. Cho nên anh mới yêu cầu một người có trách nhiệm chạm trưởng, chạm phó dưới đây ra nói chuyện với anh. Đó là đó chỉ mới là trưởng ca. Dạ, đấy trưởng ca là kiêm trạm phó luôn đấy. Vậy hả? Vậy tại sao không giới thiệu là trạm phó? Cho nên tôi mới nói rằng là một con đường huyết mạch như thế mà tôi bị đè ra, tôi thu phí, đó là phí trồng phí. Tôi bị trồng phí bởi vì phí đường bộ, thuế đã nhiều rồi mà bây giờ tôi bị một công ty tư nhân này đè ra phải bắt trả phí. Nếu mà cho nên nếu mà có một công ty tư nhân mở ra một con đường riêng hoặc là làm một con đường riêng tốt đẹp, tôi rất sẵn sàng để trả phí. Nhưng mà như thế này thì tôi rất là bị cướp, rõ ràng anh phải nói là anh bị cướp, chặn đường, cướp đường, cướp ngay. Và cái chuyện thứ hai là đã cướp thì chịu thôi chứ sao, cướp có văn bản. Cho nên nếu mà anh cứ ở đây thì không cho tiền không được đi, thì chịu thôi. Thì rồi thôi, anh cũng phải trả tiền thôi. Nhưng mà cái quyền dừng lại ở đây là một cái quyền, đúng không? Không trả tiền không được đi đúng không? Là hay là dạ anh có quyền đứng đây đúng không? Rồi OK đó. Cho nên mọi người nếu mà cảm thấy chưa an tâm và chưa muốn đi thì cứ dừng lại mà cho đến khi nào các bạn trả tiền cướp thì các bạn đi, rất rõ ràng. Hôm nay tôi cũng rảnh thì tôi cũng ở lại đây xíu thôi. Đó là điều hai điều rất rõ ràng đây. Và tôi thật sự là càng muốn có một cái nhân viên hữu trách nào ca để mà làm việc với chúng tôi nữa, chứ tôi không biết ngồi đây mình thì hơi buồn. Ví dụ như công an ra thì càng tốt quá. Nhưng mà có một điều tôi rất là thắc mắc là các bạn nhân viên ở đây thứ nhất là không có nữ, chán quá. Thứ hai các bạn nhân viên tôi nghĩ rằng là người ngoan ngoãn đưa phí đi qua nhanh thì các bạn cũng như thế.
người mà như tôi rất là thắc mắc thì cũng như thế đó. Có nghĩa là các bạn đâu có bị ảnh hưởng gì đâu, tại sao các bạn lại bức xúc? Hay đó là hội chứng Stockholm? Đó là gì? Đó gọi là hội chứng Stockholm, có nghĩa là nạn nhân sẽ có cảm tình với lại thủ phạm. À, đó là tôi suy đoán vậy. À không, cái hội chứng đó là có thiệt. Đó là ví dụ, tôi nói ví dụ như là có những tên bắt cóc chẳng hạn, nó bắt cóc người ta, thì qua một thời gian thì nạn nhân bắt cóc cảm thấy có cảm tình với lại thủ phạm bắt cóc, thì đó là gọi là hội chứng Stockholm. Thì tôi không biết có phải là các bạn ở nhân viên ở đây có bị hội chứng Stockholm hay không, tại vì cái chuyện mà như tôi hay là mà xe nào đó qua nhanh hay chậm thì các bạn cũng chả ảnh hưởng gì, các bạn cứ làm việc của bạn thôi. Những người như tôi, các bạn càng khỏe các bạn khỏi phải làm gì cả. Nhưng mà tới các bạn phản ứng như chính thể các bạn bị bắt nạt, hay là chính thể các bạn bị thiệt hại, thì thấy chưa? Đó là hội chứng Stockholm. Đấy, tôi muốn mình muốn nói cái điều là cái quyền dừng lại là quyền của các bạn. Không, nếu các bạn không thể chống cự được cái việc mà mua vé, rồi ok, thì các bạn không mua vé, mà các bạn không mua vé thì các bạn có quyền dừng lại ở đây cho đến khi nào các bạn muốn đi vệ sinh thì chết các bạn. Các bạn đồng phải bỏ tiền ra để cái máy mở barrier lên để các bạn đi tiếp, và các bạn đi tìm nhà vệ sinh, thì coi như cái số tiền đó là các bạn lúc đó các bạn có thể giải thích hợp lý là tiền đi vệ sinh, tiền đi vệ sinh. Và cái BOT này thì các bạn có thể ao quy rằng là ăn tiền đi vệ sinh của các bạn, thì các bạn có thể tự xướng được chút xíu. Nhưng mà nếu các bạn không đi vệ sinh thì coi như là các bạn bị cướp. Trong cuộc đời mà nhiều khi mà mình mà người ta có câu là nếu mà mình không có chống cự lại được thì mình hãy tận hưởng đó, đi hiếp dâm vậy. Thì cái này thì bây giờ tôi không chống cự lại được BOT thì bây giờ tôi tận hưởng đó mày, tôi tận hưởng cho đến khi tôi muốn cái điều là xin cái thì coi như là tôi trả thì tôi thúy tiền, tôi nha quy vậy đó, tôi cho tiền nhưng mà tôi thúy mày. Thật ra rồi tôi tự sướng đây là tiền đi vệ sinh. Khổ quá. Chỉ chuyện mà tiền BOT thôi mà tôi triết học từ tâm lý học, từ xã hội học, tôi chuyển qua tâm lý học. Tâm lý học rồi tôi chuyển qua triết học. Là lát nữa tôi sẽ là toán học cho các bạn xem. Toán học, tôi đếm tiền. Đếm tiền. Và đó, anh nói cho em nghe. Nhưng mà anh nói lại hoạch quá. Em còn mà có nước thì anh sẽ nói cho em nghe. Bên cái em mất lịch sự lắm. Bên có trạm BOT khá có nước cho anh uống nữa. Mấy em ấy cười rất hay. Bên của em đó hèn cái gì vậy? Đang quay mà. Em chán quá. Không kiên cường gì hết. Không dám yêu dám hận. Tất cả các bạn nghe, hôm qua ở trạm Bắc Hải Vân có một em phí BOT. Em ấy là một người tôi yêu lắm, vẫn cười vui nói chuyện với tôi, nhưng mà rất rõ ràng dứt khoát vẫn làm nhiệm vụ. Em đó là người dám yêu dám hận, tôi yêu lắm. Đây. Nhưng mà tôi lại thấy là các anh nhân viên ở đây rất hùng hổ. Là sao ghê quá, trái tim yếu đuối, tôi cũng yếu đuối. Giờ nhìn các anh như thế là tôi cũng hoảng sợ lắm. Ủa nhưng mà tôi đi nói đâu rồi? Tôi nói đang nói đến làm toán. Làm toán. Mà trước khi làm toán thì bây giờ chúng ta đã có xã hội học rồi, tâm lý học rồi, triết học rồi, toán học thì lát nữa có. Bây giờ chúng ta có âm nhạc à? Âm nhạc hay là chúng ta lại làm là văn học đi nha. Đấy. Em ấy lại chưa tiếp tục chương trình livestream tối nay. Livestream.
em ấy lại bắt đơn. Em quay phải không? Không đứng được bây giờ anh đưa đi em phải bắt máy. Văn học làm thơ không? Em làm thơ không? Thôi tôi trong một cái quá trình mà ngồi như thế này đi vệ sinh là nhiều khi cũng không làm thơ được, bí lắm. Có một anh iPhone đó có thể nhớ không em? Anh hả? Anh trả sợ mẹ trên cuộc đời này. Trường Thịnh này có một cái BOT ngoài kia nữa. Nói chung là tôi muốn chia sẻ là BOT nào ở trên quốc lộ đều là cướp. Đã trên quốc lộ, đường quốc lộ là đường của nhà nước, phải có nghĩa vụ làm cho người dân. Cho nên nếu mà bị BOT có nghĩa là bị cướp, bị cướp một cách hợp pháp. Và các bạn không chống cự được, và các bạn phải chịu thôi. Nhưng mà như tôi nói, không trả tiền thì không được qua, thì các bạn có quyền dừng lại. Đến khi nào các bạn không chịu nổi thôi thì các bạn phải đi. Và có lẽ là tôi nghĩ là cái đến lúc tôi cũng phải đi vệ sinh rồi, trả tiền đi vệ sinh. Em trả tiền bao nhiêu tiền em nha? Ok anh trả tiền. Thôi mà tạm ngồi, thôi em quay tiếp đi. Anh nghĩ lại từ từ anh. Quay tiếp em. Anh biết mà, anh mà trả tiền là em cắt máy. À đưa tiền đây, có tiền thôi nha. Đây chén cơm của tôi đây. Ở đây bát cơm cho anh đây, đây anh trả tiền em. Chén cơm của tôi. Đây rồi, đây bắt đầu. Cứ bình tĩnh. Bát cơm chan đầy nước mắt. À đây thơ rồi, văn học. Bát cơm chan đầy nước mắt, bay còn dằn khỏi miệng ta. Em ơi, trả tiền em ơi. Em ơi, Tú ơi, có làm việc không? Có làm việc không? Trả tiền. Này em, Tú, làm việc nè. Bao nhiêu em? Hả? Em nói to lên, hả? Không ơi, lộn đấy. Tú ơi, đang làm việc với anh mà sao em cứ nói chuyện vậy, làm việc không? Dạ. Em có làm việc không? Dạ, em có làm việc. Đây nè, anh đang dạ, trả tiền anh đi. Anh quan trọng hay sếp em quan trọng? Dạ, không phải anh nghĩ là sao không? Số 2 đông đông nên bây giờ bọn em phải sợ trên mạng coi thì con lưu hành lên Việt Nam. Ừ, sợ đi. Đưa đây, rồi, rồi, ok, em cứ sợ đi rồi, ok. Em cứ sợ thoải mái. Em cứ sợ. Em cứ kiểm tra coi nó được lưu hành không? Rất tốt, rất tốt, có tâm. Chỉ sợ em nguy hiểm quá, em nói là tiền này chưa được lưu hành thì lúc đó thì anh mới hoảng sợ chứ. Em có tâm như thế thì anh càng rất vui. Cứ sợ đi em. Ủa chứ mà lúc nãy tôi đang làm thơ đâu. Ủa phải đó không phải thơ của tôi. Đó là thơ của nhà đại nhà thơ Tố Hữu. Phải không nha? Bà Mã Hậu Giang à. Bát cơm chan đầy nước mắt, bay còn dằn khỏi miệng ta. Miệng tao, miệng ta. Đứa giữ chân đứa. Cái gì? Tự nhiên quên mẹ rồi. Gì? Tôi nhớ gì? Má thét lớn chúng bay đồ chó. À. Nhìn tôi quên rồi. Cái gì cướp chân tao cũng vợ chúng tao kìa. Tao già không thích cầm dao, trả thù đã có cho con tao trong bụng. Ủa không phải. Ai đấy? Gì? Tiếp thị sữa hả? À? Tiếp thị sữa hả? À? Đâu? Có không? Không phải. Tiếp thị sữa gì cho phụ nữ. Nhưng mà tôi thấy nháo nhác tôi cũng lo, mới là tự nhiên tôi có tiếp thị sữa tới rồi tôi cũng phải đề phòng lắm nha. Cảm ơn anh ơi. Cái gì vậy?
phải lên kho bạc nữa hả? Yeah, gọi lên kho bạc, gọi lên kho bạc. Hãy thoải mái tự nhiên. Mà sao cái kiến thức cơ bản vậy mà không trang bị? Bạn vừa hỏi là kiến thức cơ bản này có không trang bị thì tôi sẽ trả lời, tôi tạm trả lời giùm các bạn ấy, với cái này em ấy cũng không trả lời được. Tại vì thứ nhất là các em ấy ít quan tâm đến tiền nhỏ, em ấy giàu quá chăng cũng phải. Tại ít người tiền này cũng chưa như được lưu hành nhiều. Nhiều mà, là... nhiều, tiền này rất nhiều, anh Thúy in ra là 1 tỷ miếng. À không thì tôi theo Thúy Thi đó thôi. Ở cái trạm này không nhiều. Thứ hai là những người đi qua thuần quá, nói sao nghe vậy, cứ nói đưa tiền là đưa tiền, cho nên các em ấy chủ quan. Tuy đẹp trai nhưng mà chủ quan. Mình không đẹp trai nhưng mà mình cũng không chủ quan hả? Tôi tuy không đẹp trai nhưng mà tôi rất bi quan. Giống như là mà được cái tôi già nhưng mà tôi xấu chẳng hạn. Khổ quá. Em ấy hy vọng em ấy đừng phải chạy giữa mưa gió này lên chỗ Cô Bạc. Cô Bạc nhé, để mà hỏi ý kiến nha. Thà đại công nghệ thông tin. Có đề xuất gì không? Ừ. Hồi nãy là chúng ta đã có sở học, nhạc, hơi ca. Lát nữa là chúng ta sẽ đến chương trình toán học. Ai có đề xuất về chương trình gì nữa? Chương trình tối hai gì đây? Tập kỹ, hôm nay chúng ta có những chương trình tập kỹ. Chị coi, vẽ à? Vẽ thì hơi khó. Múa, múa thì kỳ quá. Đàn ông với nhau tự nhiên ra đứng giữa đây múa giải trí thì không được. Bây giờ biết làm gì đây? Làm thơ ta vốn không ham, nhưng mà rảnh quá biết làm gì đây. À đó, không phải thơ tôi, đó thơ của Bác Hồ. Đọc sai rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Ngâm thơ ta vốn không ham. À, ngâm thơ hả? Nhật ký trong tuần. Cái này là nhật ký trong bot. Nhật ký trong bot. Yeah yeah yeah. Bot chung nhật ký. Xong nha em. Ok em cứ từ 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 từ. Cứ thoải mái, cứ thoải mái. Thằng nào hát ghê vậy, hát hoài. Cô gái Sài Gòn đi tải bót, không phải đi tu phí bót. Ơ cái xe tang này có thu phí không? Có những loại xe được miễn. Chắc này xe này được thông miễn. Thông thường là theo tôi nhớ là 7 loại xe được miễn, như là xe xe công vụ, nhưng mà xe ưu tiên, xe tang hình như là xe ưu tiên. Ưu tiên, dạ yeah, đúng rồi, xe tang là xe ưu tiên. À, là chỉ là xe chính tang thôi. Còn xe chở những người đi đưa tang thì không được ưu tiên. Hello. Ai cũng được ưu tiên à, đúng. Vậy mới có cái vậy, ít ra cũng đang là nhân văn. Không, nhân văn. Không có à? Không, cái nào phải nhân văn, đừng nhầm. Cái này là quy định. À. Quy định những xe ưu tiên là xe đang thực hiện hành công vụ. Xe chữa cháy, xe cứu hỏa, xe hộ đê, xe tang, xe bảy loại thì tao nhớ, xe chở hài cốt liệt sĩ chăng? Tôi không nhớ lắm, dạ, yeah, đại khái thế. Có một cái xe ưu tiên nữa là các bạn cứ đi qua là các bạn sẽ được miễn phí, đó là xe đạp với lại xe gắn máy.
các bạn yên tâm nha. Bạn nào đi qua xe xe đạp hay xe gắn máy thì các bạn sẽ được miễn phí. Thậm chí cả đi bộ cũng vậy. Nhưng mà tôi nghi với lại cái tình hình này mai mốt các bạn hít thở các bạn cũng phải trả tiền. Tôi nghi lắm. Vừa nhận điện thoại nhưng mà cũng chưa có sáng tỏ gì đấy. Bây giờ tôi mới nói là cái sự cô đơn nó ghê lắm. Ví dụ như là đây, ở đây nếu mà có một chiếc xe nữa cùng đồng hành với tôi thì cho anh thì nó mới vui, cho nó chứ một mình tôi thế này thì tôi chỉ làm cho vui thôi. Là tôi hy vọng là thật ra tôi phải cho vui, tôi cũng chả vui gì, nhưng mà để mà nói để mấy bạn biết, những người nào mà có xem như thế này thì các bạn sẽ hiểu được quyền của mình và các bạn sẽ thấy được rằng là các bạn bị cướp tiền một cách như thế nào, bao nhiêu năm qua các bạn bị cướp tiền như thế nào mà đến bây giờ các bạn cũng phải bị cướp tiền, khổ quá. Tôi may quá trong thời gian này tôi cũng rảnh, chứ nếu mà hả hoặc với lại mà nhất là quan trọng là tôi không bị đau bụng, chứ tôi mà đang bị đau bụng thì chết rồi. Tôi lạy lục tôi qua luôn. À, cho nên theo các bạn nha, việc gì cũng vậy, sức khỏe là quan trọng. Sức khỏe, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà dũng cảm. Tôi sáng nay tôi giữ gìn rất tốt, giữ gìn vệ sinh, tôi cũng khiêm tốn nói với các bạn rằng là tôi thấy nhan sắc mình cũng đẹp, tôi khiêm tốn một xíu, thật thà. Đã khiêm tốn thì dĩ nhiên là thật thà rồi. Mà tôi khi mà tôi nói về cái chuyện nhan sắc mình thì đúng là tôi dũng cảm thiệt. Nói chung là tôi là dũng cảm. Đây mới đẹp trai nè. Tôi hoàn hảo quá. Tôi bệnh quá. À, nói chung là năm điều bác Hồ dạy. Tôi làm rất tốt hai điều cuối cùng. Còn điều đầu tiên yêu tổ quốc. Cái yêu tổ quốc nó khó lắm, nó khó định hình thế nào là yêu tổ quốc. Yêu đồng bào cũng vậy, có những đồng bào tôi ghét cực kỳ ghét, có những đồng bào tôi cực kỳ yêu. Ví dụ như gái đẹp, đồng bào gái đẹp là tôi rất yêu, còn đồng bào những người có những người khác tôi rất ghét. Cho nên nói chuyện yêu đồng bào thì cũng khó. Học tập tốt cũng khó lắm, tại vì hả có những môn tôi học rất giỏi, ví dụ như môn thể dục. Mà tôi cũng không thích đi học cho lắm. Cả nguyên cái giờ đi học tôi chỉ thích duy nhất là giờ ra chơi. Còn những cái giờ lại chán. Dạ mà nói vậy thì cũng có những giờ học tôi cũng rất thích học. Ví dụ như học đánh bài hay là học cái gì môn gì lạ lùng lùng thì tôi rất thích. Đánh đàn chứ hả? Đàn mình cũng tinh cũng thích. Học tập tốt, lao động tốt. Cũng khó lắm. Nói lao động tốt bây giờ biết sao giờ. Lao động tốt thì có những môn tôi rất thích lao động. Ví dụ như bị cưỡng bắt quá thì tôi lao động rất tốt. Ví dụ như xây nhà vệ sinh chẳng hạn. À thôi, chúng ta nói chuyện vệ sinh hoài. Đùa có buộc ra thật bậy bạ. Tôi nói lại, lao động thì có những lúc là tôi lao động rất hăng say. Đó là làm cho chính bản thân mình. Còn làm cho người khác thì tôi rất lười. Lao động tốt cho nên tôi cũng biết là thế nào là lao động tốt. Học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, đoàn kết khó nói lắm. Đoàn kết mà tôi đoàn kết với ai? Sống với em ơi. À, quay lại em Tú, có lẽ là em bây giờ em dùng chiến thuật không giờ với chính bản thân tôi, bởi vì đến khi tôi chán thôi tôi phải trả tiền khác.
em ấy không sẽ không chơi tiền lẻ ha. À, được, em ấy được, có trí thông minh, trí khôn ta đây. À, nhưng mà nếu mà cỡ khoảng có 3 xe mà cũng như thế này thì hay quá, cái trạm của em sẽ bị kẹt lên. Ví dụ vậy, em ấy cứ dò, lúc đó em ấy sẽ không dùng cái cửa này nữa. Cái lại tôi cũng chả vấn đề gì, hôm nay tôi hơi rảnh. Tôi đang nói về đến đoàn kết tốt, ý lực tốt, đoàn kết, tôi nói là tôi rất đoàn kết. Ví dụ như là cái đất bài chẳng hạn, tôi rất là đoàn kết với lại cả của mình, chứ không bị lột tập sao. Còn bình thường thì tôi thích, bình thường tôi rất thích không đoàn kết. Ví dụ như là đi ăn mà đoàn kết thì chết. Đó, kỷ luật tốt, tôi thì kỷ luật chả ra gì hết. À có, kỷ luật tốt, tôi rất kiên quyết với tiền của mình, đây, kỷ luật. Nhưng mà tôi cũng thua rồi, lát nữa thế nào tôi cũng muốn trả tiền để đi chứ. Thế là tôi tiêu cái luật ha. Nhiều khi kỷ luật của chính các bạn là không phụ thuộc vào các bạn mà phụ thuộc vào người khác, các bạn hiểu không? Ui tôi nói nhiều quá, chứ tôi không nói thì tôi biết làm gì giờ, tôi ngồi không giờ em ấy. Ở mọc râu luôn, cho nên người ta mới có câu là râu rỉ râu ria, râu ra rậm rạp, rờ râu râu rụng, rờ rúng rúng rung rinh. Nãy giờ râu chả rụng gì hết, rúng cũng không rung rinh. Ôi trời ơi, tôi đang chán đời ha. Thì bây giờ nó hay rồi, bởi vì tôi đang ở đây. Tú buồn quá, Tú quay phim tôi nữa, buồn quá. Đến xuống ca của em ấy luôn. Tú ơi, Tú. À, anh nghĩ chắc em chắc em cũng mòn mỏi hả? Vậy thôi. Không, em không phải chờ, anh chờ. Còn công việc của em là em em điện xong, em điện xong. Vấn đề bây giờ tiền xu vẫn còn. Dạ không, mà không chưa chắc chắn còn nhanh hay không. À, mà, bởi vì kiến thức của em yếu đúng không? Đâu mà lâu không vậy? Dạ. Em hỏi ý kiến đâu lâu vậy? Hỏi lên cô bác chứ. Thôi được rồi, ok rồi, anh sẽ không đưa tiền xu, đưa tiền kia cho em anh Nghĩa ơi. Còn tiền này được đúng không em? Tiền giấy được, rồi, thế thì tiền giấy. Gì chứ. Gì chứ tiền giấy thì có. Ủa?
nhưng mà hóa ra là hả là tôi chịu thua hay sao? Mà tôi thì thua thiệt chứ sao? Thí của hồn đi, trời ơi. Chứ bây giờ hả tôi bắt đầu muốn đi vệ sinh rồi. Chứ tôi không đưa thì bây giờ làm sao? À. Tú ơi, bắt đầu nha. Hả? Đủ rồi đó. Dạ. Em đếm lại xem kỹ chưa? Anh chưa biết là đếm đủ hay không nữa, là đưa anh. Anh đếm lại đi, nhiều khi anh đưa vào đây là thiếu để anh bảo em còn em. Dạ hả? Không, đó là chuyện kiểm tra của em. Dạ không, còn em là nguyên tắc dư lỡ mà đưa vào anh còn thiếu mà còn em bảo anh bảo đủ làm dạ sao? Hả? Anh đó là 50 ngàn đó, em thôi là anh 35 đi hả? Đó là 50 ngàn á. 50 ngàn không sao, anh thử 35 cho anh. Thôi 15. Thôi 15, dạ, em thôi 15 cho anh. Mà thật đó đó không phải 50 ngàn đâu em ơi, đó là 100 ngàn lận á. Đếm rồi. Đó đó là 100 ngàn á, em thối lại cho anh đi hả? Sao vậy? Anh đếm rồi, anh 100 ngàn á hả? Em đếm lại. Đây là 100 ngàn hả? Cho nên anh nói 100 ngàn như thế nhưng mà không biết có đủ hay không thì em phải kiểm tra lại ha. Anh đưa tiền em thì cái nhiệm vụ đếm tiền là chịu em cho mày của anh. Sao lại đá trách nhiệm hay vậy? Tú này chắc đá banh giỏi nè, nhưng không chuyền nha. Đá banh rất hay nha. Anh ấy chuyền qua chuyền lại với cục khéo léo đưa cho tôi. Nhưng mà may mắn quá. Tôi đã được. Từ nhiệm vụ đếm tiền em ấy mấy khéo léo nó chuyển qua tôi đếm tiền. Ủa gì cây vậy? Đau đầu ghê luôn á. Đây không phải là chương trình thập kỷ, đây là chương trình minh họa để các bạn được hiểu được quyền của các bạn và những cách xử lý khi mà các bạn gặp những trường hợp như thế này. Nhớ nha, đây không phải là chương trình 42, đây cũng không phải là chương trình thập kỷ. Nhớ. Rồi, cảm ơn các bạn.